Có thể cô chú anh chị cũng biết, thì trong một cái vườn mai 100-200 cây hoặc là 50 cây hoặc là 2-3 ngàn cây gì đó, thì không có cây nào mà giống cái cây nào về cái quá trình mà tạo nụ hoặc là về cái tốc độ phát triển của nó hết. Mà mỗi cây nó có thể sẽ có cái tốc độ phát triển riêng, cái tốc độ tạo nụ riêng ha. Thì như vậy á, thì trong một cái vườn mai á, thì cũng có thể cái cây hiện tại nụ nó to, cái cây hiện tại nụ nó vừa vừa, cái cây hiện tại nụ nó còn nhỏ đó. Thì tùy vào cái tình hình từng cây mà chúng ta lựa chọn cái phân bón và cái cách chăm sóc nó khác nhau ha anh chị đó. Chứ không phải là anh chị trồng chăm sóc đúng một cái quy trình mà trong cái vườn anh chị 100 cây thì 100 cây nó đều đạt ibon như vậy, thì cái đó không có nha anh chị, không có đâu. Không có thể nào mà 100 cây mà làm đúng cái quy trình như vậy hết mà 100 cây đều đạt y nhau 100 cây là không có ha anh chị. Đó, cũng có cây này cây kia ha, cây phát triển mạnh, cây phát triển yếu, cây nụ to, cây nụ nhỏ, cây nụ trung bình vừa vừa ha anh chị. Đó. Không có ai mà làm được cái vấn đề mà một cái số lượng nhiều mà cây nó đều y bon như nhau, nụ to vàng mở gà như nhau hết, hoặc là nụ dừa như nhau hết, hoặc là nụ nhỏ như nhau hết. Không có ha anh chị. To, nhỏ, vừa, hoàng mã gà gì đó là nó khác nhau hết. Thì trong video ngày hôm nay em chia sẻ cho cô chú anh chị, đối với cái cây mai mà hiện tại cái nụ nó còn nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng cái phân bón gì và cái cách chăm sóc của nó như thế nào để mà cho nó nụ nó to lên, cũng như là Tết nó có nhiều bông để mà chơi Tết anh chị. Thì hiện tại em chia sẻ video cho anh chị là gần cuối tháng 9 âm lịch rồi ha, gần cuối tháng 9 âm lịch. Thì như anh chị cũng biết thì thường là khoảng giữa tháng 12, khoảng giữa tháng 12 là chúng ta tiến hành lãi lá rồi, chuẩn bị qua chơi Tết rồi. Và khoảng đầu tháng 12 thì chúng ta cũng không còn chăm sóc gì nhiều hết. Thì đây tới Tết thì chúng ta gói ghém là còn khoảng 70 ngày, khoảng 70 ngày, khoảng hơn 2 tháng đó, để chúng ta chăm sóc tạo nụ rồi cho cái cây mai này kia anh chị. Đó, thì nếu mà cô chú anh chị hiện tại mà cái cây mai nụ nó còn nhỏ, đây nụ còn nhỏ như em quay chia sẻ như thế này, đây nụ còn nhỏ nè, thì em lấy nét để em thôi nó không có thấy được, đây nụ còn nhỏ nè anh chị, anh chị để ý trong các nách lá nè, đó nụ nó còn rất là nhỏ nè anh chị, đó cái nách lá nụ còn rất là nhỏ, đây đó cái nụ nó còn nhỏ ha anh chị, đó cái nụ nó như thế này nè, đây đó, hoặc thậm chí là nó cái nụ của nó mới vừa nhú nhú như thế này thôi ha anh chị, nhú nhú như thế này thôi đó. Đó thì cái cây này là cái vào cái tình hình đó nè anh chị. Đó thì cái cây này hiện tại thì chúng ta chăm sóc là Tết vẫn kịp bông hoa bình thường ha anh chị, chứ không có vấn đề gì hết. Mà quan trọng là anh chị phải sử dụng đúng phân. Đó, như cái canh này nè, hiện tại lên nụ cũng nhiều lắm nè anh chị. Đó, nhưng mà còn nhỏ 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 không nè. Nếu chúng ta chăm sóc không khéo á thì cái nụ này nó sẽ thành tược luôn ha anh chị. Nếu mà chăm sóc không khéo thì những cái nụ này nè, những cái nụ còn nhỏ này nè, có thể nó biến thành tược luôn. Thì bây giờ em có cái lưu ý như thế này cho anh chị ha. Thì đầu tiên á, đối với những cây như thế này thì anh chị sẽ sử dụng cho em cái phân bón này. Đây cái phân bón em có đây. À ha. 2 10 60 10 cộng TE ha anh chị, phân bón lá. Thì nói về phân bón lá, cái loại nào mà phân bón lá thì vừa bón gốc được và vừa phun lá được, anh chị lưu ý giúp em điều đó nha. Phân bón lá thì vừa bón gốc được vừa phun lá được. Còn những cái phân nào mà không phải phân bón lá thì chúng ta chỉ dùng để tưới gốc thôi ha anh chị. Tưới gốc hoặc là bón gãi vào gốc chứ không phun lên lá nha anh chị. Anh chị lưu ý điều đó nha. Đó. Và cái 10-60-10 này thì như cái thành phần của nó anh chị xem, 10% đạm, 60% lân, 10% kali và TE tức là chung vi lượng. Chung vi lượng thì nó có nè, nó có ở dưới nè anh chị, kẽm nè, bo nè, đồng nè, mangan nè, sắt nè. Đó là những cái thành phần này nó giúp cho cây rất là tốt. Đó thì bây giờ chủ yếu là chúng ta sử dụng cái thành phần 10-60-10 nè. Thành phần 10-60-10 này để làm cái gì? 10% đạm để giữ cho bộ lá nó xanh, 6% lân là để tăng cái lân lên để mà cho nụ nó to lên, kali thì 10%, thì kali với đạm nó cân bằng nhau rồi.
Đó, hai này nó cân bằng nhau rồi, chủ yếu là bây giờ nó lăn nó cao để nó phát triển nụ ha, tạo nụ to lên. Đó thì như cái công dụng của nó anh chị xem nè. Siêu tạo mầm hoa nè, kích thích ra hoa đồng loạt nè. Siêu ra hoa hạn chế tình trạng nghẹn hoa nè. Em thấy hình như nó không có nét lắm, để em lấy nét lại. Nó không lấy nét. Đó. Thì bây giờ để em đọc cho anh chị xem ha. Giúp hạt phấn khỏe, tăng khả năng đầu trái thì ta kích thích ra rễ mạnh nè, giúp tăng trưởng bộ rễ nè. Đó, tưới cái này vẫn giúp bộ rễ phát triển mạnh luôn, rồi tăng sức đề kháng cây trồng nè. Đó. Đó thì cái loại này là rất là hay ha. Thì trong cái thời gian qua thì trong quá trình tạo nụ đó thì em chia sẻ cho anh chị đó, em sử dụng mới có mấy lần loại này thôi, mà những cái cây mai trên vườn của em thì nụ hiện tại nó rất là đều, rất là nhiều ha anh chị. Đó, nụ hiện tại thì nhiều lắm, hầu như là đều cành nào cũng có hết. Thì như cái clip trước em có chia sẻ cho anh chị rồi đó, đó cái clip mà chúng ta sử dụng kết hợp 10-60-10 với kali đơn cho những cái cây mà nụ nó còn hơi hơi nhỏ nhỏ, hơi chưa được vàng đó, chúng ta sử dụng cái đó để cho nụ nó to lên và nó vừa to vừa vàng mở gà ha anh chị. Đó. Rồi thì như cây này anh chị sẽ tưới phân 10-60-10 này cho em vào gốc ha. 10-60-10 anh chị sẽ pha 3g trên lít nước, 3g trên 1 lít nước để tưới gốc nha. Anh chị lưu ý là 3g trên lít nước thì một cái thùng B á, anh chị sẽ múc cho em là 4 muỗng N3M. 4 muỗng mà loại muỗng N3M á là 4 muỗng A2 này pha vào một cái thùng B, anh chị quậy đều lên tưới vào gốc. Khi tưới vào gốc thì anh chị hỏi tưới bao nhiêu thì em có chia sẻ rồi, thì như cái gốc cây như thế này thì anh chị sẽ không tưới thẳng vào cái gốc cây như chỗ này, mà anh chị tưới bỏ ra một khúc như đi. Bỏ ra khúc rồi vòng vòng cái chậu này, thành chậu này thì anh chị sẽ tưới dòng đều, ướt đều cho tròn chậu là ok, không cần biết là bao nhiêu nước, bao nhiêu gáo hết ha. Cái đó là vấn đề mà về tưới phân thì em có chia sẻ anh chị nhiều rồi đó. Đó, và 10 ngày anh chị sẽ áp dụng tưới phân này một lần, và anh chị có thể thúc nó bằng cách hôm nay anh chị tưới gốc 10-60-10 thì 3 ngày sau anh chị có thể phun trên lá 10-60-10. Thì về cái liều phun lá thì nó sẽ loãng hơn cái liều tưới gốc. Thì khi anh chị phun lá thì anh chị sẽ sử dụng cho em 2g trên 1 lít nước nha anh chị. 2g trên 1 lít nước thôi. Đó, tức là một cái thùng B. Anh chị muốn phun lá thì anh chị pha cho em khoảng 2 muỗng rưỡi N3M là được. 2 muỗng rưỡi nha anh chị, anh chị lưu ý điều đó nha. Đó, là anh chị phun lá, và anh chị lưu ý phun là lúc cái lá nó không có ướt nha. Đó, như cái lá ướt như thế này là phun không được nha. Phun cái lúc lá khô, phun vào buổi chiều là tốt nhất. Đó. Đừng có thấy cái trời mưa xong rồi ra phun là rồi nói sao mà nó không hiệu quả nha anh chị. Hoặc là anh chị tưới phân cũng vậy, thì anh chị lưu ý cái chất chồng nó gáo gáo mới tưới nha, chứ không phải mà vừa trời mới mưa xong ướt nhẹp mà anh chị ra tưới nha, thì nó không có hấp thu gì được gì đâu nha anh chị. Đó, anh chị lưu ý điều đó giúp em. Đó thì em nhắc mưa mới nhớ hổm gậy mưa nè anh chị. Ở đây ngập hết trơn luôn. Ngập vòng hết trơn anh chị ơi. Đó, hổm gậy mưa nè nó ngập nè. Nó mưa mà không rút được luôn. Mưa quá xá mưa luôn. Mà mưa này thì anh chị lưu ý, mưa này thì cây mai chúng ta nó cũng rất là dễ đi đọt nha anh chị, tại vì trong cái nước mưa nó có cái thành phần đạm nha. Anh chị lưu ý mưa này nó rất là dễ đi đọt. Nếu anh chị nào mà trồng ít cây á, nếu mà muốn an toàn nhất á, thì sau khi trời mưa anh chị dùng nước anh chị tưới lên trên tàn lá nó và tưới vào gốc đẫm cho em ha. Sau khi trời mưa á, đặc biệt là khi mà buổi trưa á, trời vừa nắng vừa mưa á, thì anh chị nên tưới xả nước lại, xả nước mương lại, xả nước máy lại. Nước máy thì vẫn được nữa, hoặc là tốt nhất là anh chị nên dùng nước sông, nước mương ha anh chị, nước mương, nước ao hồ á, nó là tốt nhất nha. Đó thì đối với cái cây này nụ như nó còn nhỏ như thế này ha, thì anh chị lưu ý là sử dụng cái phân như em vừa chia sẻ ha. Còn đối với những cái cây mà nụ nó lớn hơn rồi thì anh chị vẫn có thể sử dụng cái phân này, nhưng mà lớn là lớn trung bình thôi nha anh chị. Anh chị lưu ý lớn trung bình thôi. Còn đối với những cái nụ mà nó lớn quá rồi thì anh chị sẽ không sử dụng cái phân này nữa nha. Không có sử dụng 10-60-10 nữa. Tại vì cái nụ nó lớn quá rồi mà anh chị sử dụng 10-60-10 nữa là nó lớn nữa là nó bung luôn á. Nó nở luôn á nha anh chị. Nếu mà anh chị không biết cách thì nếu mà làm cho nó lớn rồi làm cho nó già lại thì được. Còn anh chị mà không biết, anh chị tưới cho những cái cây nụ lớn nữa, nụ xanh á, chị tưới này vô nữa là có thể là nó càng to nữa thì
nếu mà anh chị biết khống chế thì không có vấn đề gì, còn anh chị không biết khống chế thì có thể nó nở sớm nha anh chị. Anh chị lưu ý điều đó giúp em nha. Đó. Những cái cây nụ trung bình, những cây nụ nhỏ thì anh chị tiếp tục tưới 10 60 10 này được nha. Đó, rồi thì cái nội dung em chia sẻ hôm nay cho anh chị đó là tưới cái phân hoặc là bón cái phân này cho cái cây mai mà nụ còn nhỏ, để mà giúp cho cái nụ cây mai chúng ta nó lớn lên, nó kịp chơi Tết nha anh chị. Thì cái nụ lớn thì khi Tết nó nở cái bông nó đạt chất lượng hơn ha anh chị, đó, và có thể là nhiều bông hơn nữa. Còn đối với những cái nụ kim nhỏ xíu mà Tết anh chị lãi lá ra đó, thì nó nở có thể là nụ nhỏ hoặc là một vài bông thôi, nó không có nhiều. Rồi thì video em hôm nay xin kết thúc tại đây ha. Nếu anh chị thấy hay thì đừng quên bấm like video và bấm đăng ký kênh để giúp cho kênh em nó được phát triển hơn ha, và được nhiều người biết đến hơn. Đồng thời là khi anh chị bấm vào đăng ký kênh thì khi em đăng clip thì nó sẽ tự động báo về điện thoại của anh chị hoặc là máy tính hoặc là TV gì đó, nó đề xuất lên thì anh chị có thể xem dễ dàng hơn ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha.